Rồi tiếp theo video đăng bài viết á, thì tôi cũng nhờ các bạn sử dụng cái lúc pin mom convert này ha. Lúc pin này á, là để cho mình update cái file Word lên lên bài viết một cách nhanh chóng hơn nha. Rồi đầu tiên mình phải cài nó, mình vô có cài đặt cái login á, thì mình sẽ vô login rồi vô phim mới và phải phim mới ha, search cái tên đó, tên này vô, search tên vô xong rồi cài đặt. Giống như nãy mình cài cái DBSK như thế nào, mình cài giống vậy nhưng mình tìm cái tên khác thôi. Cài đặt. Này tiện lợi cho một số bạn viết content cho mình bằng Word, mình ảnh đính kèm Word luôn, gửi cho mình thì mình đăng một cách rất là dễ dàng nghe. Từ cái phần Word đó mình chuyển lên nó nhanh hơn. Rồi sau mình vô bài viết đó, mình luôn viết bài mới. Ví dụ ở đây có một bạn chuyển cho tôi cái bài này gia cô cũng đúng không nào. Rồi, bây giờ tôi sẽ đăng lên như thế nào nha. Thì sau khi mình cài xong, cái này có nút là mom còn bật là soi file này, mình dẫn vô cái file Word vô không hiện ở đây nó load lên, sau đó mình insert to editor, chờ chút xíu xíu tất cả mọi thứ đổ đây. Còn đây tiêu đề đây có đây, mình bỏ một tư vấn ở đây, mình có luôn lúc mình đúc cái thì tự động là nó gì nó sẽ đặt cho nó sẽ đưa vô cho mình luôn. Bấm đăng đăng cái tự động tất cả hình ảnh những việc hình ảnh nó sẽ đau đó lên cho mình luôn. Đây xong đúng không, sau khi xong rồi mình xếp lại hình ảnh có luôn đúng không đó. Rồi cập nhật. Mình sẽ view website và mình coi coi. Rồi. Đó là mình có bài viết. Rồi, sau khi mình biết cách đăng rồi thì mình sẽ giờ đây mình sẽ đăng đầy đủ. Đầy đủ nha, đăng đầy đủ cái một tư vấn làm đẹp này, chắc cỡ 6 bài đi nha. 6 bài, ít nhất 6 bài. 6 bài viết để anh chị để sau này mình có dữ liệu để mình thiết kế cái trang chủ của mình lại. Trang chủ của mình hiện tại số đây này, có show bài viết đây, mình có bài viết mình show ra, mình căn chỉnh ha. Rồi mình sẽ đăng ít nhất 6 bài ha. Rồi kết thúc cái video ở đây, hẹn là các bạn chị video tiếp theo.